Hello, xin chào các bạn. Xin mời các bạn quay trở lại với channel của Ngang. Hôm nay thì cũng sẽ đi làm đẹp cho em Yamaha R7. Hôm nay Quân sẽ đi thay tay côn cho em nó, thay một cụm côn mới. Thì địa điểm hôm nay Quân chọn để làm là ở bên Tinomoto, bên Phú Nhuận các bạn. Trước thì cũng thử nhiều cụm côn rồi, các dòng như là có Sato nè, CRG. Hồi nay thì thử một cái thương hiệu mới. Quân cũng rất thích nè, ngắm nghía mấy nay rồi. Sẽ đi qua bên đó ha. Đi qua bên đó ghét một chỗ là nó nằm trong hẻm, nên mỗi lần chạy xe cứ khó chịu một tí. Tính Quân thì chắc là chỉ thay cùm côn thôi, còn cùm thắng thì Quân cảm thấy nó khá là ngon rồi, khá ok, nên chắc không cần phải thay đâu. Giờ chỉ làm lại cho nó màu sắc một tí, cho nó hợp với lại cái màu của xe. Ok rồi, cũng có thể luôn sẽ thay cái tay này thôi, chứ không thay cái cùm, thay cái tay này thành cái tay khác, chịu cho nó tông sực tông với lại cái xe. Ở đây thì mình sẽ vào trái, đi vào cái hẻm. Hôm nay là cái đường các bạn. Có đường số đàng hoàng luôn. Rồi chạy ra ngoài đường, thẳng phía trước là đường Đoàn Thị Điểm. Sau mấy ngày mưa tối ta mặt mũi thì hôm nay đến lúc mà nắng là nắm mờ mắt luôn các bạn, nắng dã man. Rồi tới rồi. Ủa, sao
sơ đồ sơ à. Gheo để mình coi thử. A few moments later. Rồi. Nay Quân đã đến là Kinomoto nha các bạn. Đó. Xe đây. Nay mình sẽ thay một cái cụm côn khác ha. Cụm hiệu lựa sẽ là Gaspeed. Đi thay nhớt hay lại cái nhớt mới nhớt xịn luôn để mà nó sẽ chạy cho nó ổn một chút xíu. Rồi giờ thì nó sẽ bắt luôn, sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem. Thousand years later. Vừa mới từ trong rep zone ra mới đi thay nhớt lại rồi nha các bạn. Lần này thì Quân đã thay nhớt nhớt khác tốt hơn một chút. Quân thay nhớt iPhone Katana 10W40 và kèm thêm một cái lọc KN nữa. Ban nãy thì, sau khi mà gắn cái tay côn xong thì Quân có đi đi gắn lọc gió, thay cái lọc gió trước luôn, sau này khi mà bô về thì mình gắn bô lên thôi. Thì nãy thì do một phần là cũng đông quá, đông người quá, lại cũng ồn ào, mở nhạc nhiều, nó to nữa, nên Quân không có tiện quay lại cho các bạn xem cái lúc mà đi Quân đi gắn cái lọc gió. Nhưng mà chắc có chụp hình lại ha, Quân sẽ kèm cái tấm hình cái lọc gió ra cho các bạn xem. Rồi bây giờ nãy thì thay nhớt xong, đi đổ xăng thì tổng thể thì bây giờ đã đổ đai xe xong rồi. Có thể là bây giờ sẽ chạy xe nó thoải mái hơn ha, không phải bị kìm lại cái số vòng tua nữa. Bây giờ con đang ở trên đường là đường Huỳnh Tấn Phát. Bây giờ mình sẽ đi cái đường cầu Phú Mỹ để về lại bên đi đường khu công nghệ cao đi vậy. Cảm giác hiện tại thì sau khi mà lên lọc gió thì xe chạy nó mượt hơn các bạn. Nó không có bị kiểu giống như là nó thoáng, chạy nó đã, kéo ga lên nó mượt hơn bình thường nhiều quá. Theo như cái thông số của hãng đưa ra cho cái lọc gió này thì là nó tăng đến khoảng 56%.
thì bây giờ chỉ đợi đợi bô thôi, đợi lên bô thôi. Tiếp đến thì Quân sẽ chạy, chắc cũng phải để cho cái nhớt nó vào vào máy cỡ khoảng tầm 5-60 cây gì đó thì mình có thể, chắc mới có thể cảm nhận rõ được hết cái nhớt mới này. Để thử xem là cái tiếng cạch cạch đó có còn bị kêu mỗi khi mà Quân lên số hay không nha. Quân không biết là cái dòng xe khác nó như thế nào, tại vì riêng với chiếc R7 này khi mà đá số các bạn, đá số mà ở vòng cứ tầm số 3, số 4, số 5 mà đá lên là nó kêu kinh lắm, kêu cạch 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 luôn. Bây giờ Quân thì Quân đang nghi là có thể là do nhớt của hãng, nên bây giờ đang thay nhớt khác rồi, hy vọng là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng này. Cái côn zin của R7 đã nhẹ rồi nha, bây giờ thay cái côn này vô nó còn nhẹ hơn nữa. Nó bắt lắm, nãy lúc mà chạy chưa có quen á là tắt máy mấy lần á. Cái đồ buộc phía sau có vẻ nó bị tuột ra, thì chắc để phải dừng lại hết cầu để Quân dừng lại để Quân buộc nó lại. Cầu này gió to quá. Ok, tiếp tục lên đường. Đường này mà các bạn nào mà muốn đi từ từ quận 2 qua quận 7 nè, gần nè, rồi đi từ quận quận 9, quận Thủ Đức hay là thành phố Thủ Đức bây giờ mà đi qua quận 7 thì đi cái đường này là nó nhanh nè các bạn. Vậy như kiểu là ít đèn đỏ rồi cũng ít kẹt xe á.
mà đi giật xe cũng ok nè. Bong bon, nhưng mà mỗi tội cái là đường nó hơi xấu, mấp mô lợm chởm nhiều lắm. Đèn ở đây nó cũng ảo ma lắm nha các bạn, cẩn thận á. Đó. Đó, đèn đang đỏ nè, không biết mà đi kia là dính trượng hết mấy các anh á. Ui, sao nãy các anh lại đi đường đấy. Later. Chắc video ngày hôm nay thì xin phép được kết thúc tại đây nha các bạn. Quân sẽ
Quay lại đoạn đường muốn về để cho các bạn đi về cùng với Quân ha. Tại bây giờ cũng không biết nói gì nữa, với lại cũng muốn tập trung chạy xe. Giờ xe cũng hơi đông đó các bạn. Hẹn gặp lại với các bạn vào những video tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn.